Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, từ hôm qua tới giờ, thông tin về cha phêrô Nguyễn Văn Tường đột quỵ gây xôn xao cộng đồng mạng, đặc biệt là những người yêu mến cha Tường. Có rất nhiều nguồn tin đăng tải rằng cha đã qua đời, nhưng theo thông tin mới nhất từ người thân của cha Tường thì hiện tại sự sống của cha rất mong manh. Ngài đang nguy kịch và được điều trị tích cực tại Bệnh viện SIS Quốc tế Cần Thơ. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho sức khỏe của cha. Xin Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót ban cho Ngài được bình an để tiếp tục đồng hành cùng các bệnh nhân Ngài. Như mọi người cũng đã biết, cha Tường nổi tiếng là nhà nghiên cứu tìm tòi ra phương pháp để chữa trị cho những người kém may mắn mắc bệnh ung thư. Tại cơ sở Dòng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, cha điều trị khoảng 300 bệnh nhân ung thư đang chữa trị. Trong đó, nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối từng chữa trị khắp nơi, bị các bệnh viện trả về. Họ chia sẻ về nỗi tuyệt vọng của mình trước khi đến đây và kết quả điều trị bằng công nghệ cháo nano và thảo dược nano như những phép màu kỳ diệu. Bệnh nhân Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1976, thôn Văn Lâm, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, chia sẻ: Tôi bị u trung thất ác tính, đã di căn vào gan, phổi. Cả một quá trình chữa bệnh ung thư là một chặng đường gian khổ. Bao nhiêu tiền của trong nhà cũng đội nón ra đi. Cho đến lúc thể trạng của tôi trở nên yếu ớt, chỉ nằm một chỗ, cắn răng chịu từng cơn đau hành hạ. Bác sĩ nói với gia đình chuẩn bị lo hậu sự vì tôi chỉ sống được khoảng 10 ngày nữa. Tuyệt vọng trở về nhà. Nhìn người thân, vợ con, những người đã ngày đêm chăm sóc cho mình mà nghĩ mình cần phải sống hơn bao giờ hết. Lúc đó, tôi được người quen giới thiệu xem những video chữa bệnh của ông Nguyễn Văn Tường. Dù cũng bán tín bán nghi, nhưng còn nước còn tát. Gia đình thông qua hội chữ thập đỏ của địa phương và tìm đến đây. Sau khi các thầy ở đây thăm khám và xem bệnh án, mỗi ngày tôi được uống 4 lít cháo nano chia đều trong ngày. Cứ cách 2 giờ lại uống tiếp, kết hợp nhai cùng lá xạ đen. Đến nay đã được 3 tuần, tôi đã khỏe mạnh, đi lại bình thường, các cơn đau cũng không còn nữa. Các bệnh nhân đến đây đều được điều trị và dùng cháo, thảo dược miễn phí. Các thầy ở đây không thu bất cứ khoản gì. Tôi vô cùng biết ơn nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Tường và các thầy. Bệnh nhân Phạm Văn Dũng, sinh năm 1965, huyện Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang. Cách đây gần 2 năm, tôi thường xuyên bị đau một bên bụng, cứ mỗi ngày phải đau hơn 1 tiếng đồng hồ, thì sau khi xét nghiệm máu và siêu âm thì bác sĩ nói tôi bị đau bao tử và viêm đại tràng. Nhưng hơn 1 năm trời, tôi uống thuốc vẫn không đỡ. Một hôm, khoảng 10 giờ sáng, tôi đau đến tận 5 giờ chiều cũng không đỡ, thì có đứa em nhà kế bên nói phải chở tôi lên bệnh viện tỉnh để cấp cứu. Lên đến bệnh viện tỉnh, bác sĩ nội soi, kết luận tôi bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối và nói phải chuyển lên đến bệnh viện Chợ Rẫy. Lên Chợ Rẫy thì bác sĩ siêu âm và chụp cắt lớp, cũng kết luận tôi giống bệnh viện tỉnh là ung thư giai đoạn cuối và đã di căn 3 đốt sống và nhảy hạch 3 háng. Như vậy nếu mổ thì sẽ kéo dài sự sống, nếu không mổ chắc chắn sẽ chết. Nhưng chi phí ca mổ lên đến 70 triệu mà nhà không có tiền. Khi biết cha Tường chữa bệnh thì tôi cũng liên hệ tìm đến. Sau khi gặp được nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Tường và các thầy bắt mạch thì nói nếu tuân thủ theo phác đồ ở đây điều trị từ 3 đến 6 tháng tôi sẽ khỏi bệnh, còn không chắc sẽ chết. Trong thời gian ở đây tôi tuyệt đối không uống nước lạnh, chỉ uống cháo nano và nhai lá cây thuốc. Gần 2 tháng điều trị thì xét nghiệm lại tại Bệnh viện Hòa Hảo, Medic thì tôi đã hoàn toàn hết bệnh. Vợ con tôi mừng lắm. Hôm nay trở về nhà, tôi cũng xin tuân thủ theo chế độ nấu cháo nano và tìm lá xạ đen. Ai cũng nói tôi phải tu bao nhiêu kiếp người mới gặp được nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Tường và các thầy. Tôi vô cùng biết ơn. Bệnh nhân Nguyễn Hữu Biển, sinh năm 1959, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, vui mừng nói lời cảm tạ trong ngày xuất viện trở về nhà. Tôi thì bị đủ thứ bệnh, bị ung thư khí quản, tiểu đường tuyếp 2, gút, cũng đã sang Singapore và nhiều nơi chữa chạy, nhưng bệnh tình không đỡ. Khi trong người đau đớn vì bệnh tật, tôi đi cùng bà xã đến đây, được chứng kiến những bệnh nhân cầm trong tay giấy xét nghiệm hết bệnh. Tôi phấn khởi lắm, nên hai vợ chồng động viên nhau đến đây phải có đức tin. Xét nghiệm trước khi vào đây, bác sĩ còn nói tôi bị phình tuyến giáp và thiếu máu, đủ thứ bệnh, nếu không chữa kịp thời sẽ chết. Ngày trước ăn uống sướng quen rồi, giờ tôi cũng kiên trì ngày theo chế độ cháo nano và thảo dược nano. Đến hôm nay là tròn 60 ngày, tôi cũng bị xuống cân nhưng cơ thể lại khỏe ra. Khi xét nghiệm lại tại bệnh viện Medic hoàn hảo thì hai vợ chồng ôm nhau mừng phát khóc. Bác sĩ nói khí quản của tôi đã ổn, tuyến giáp và tiểu đường cũng hết, người gọn hơn nhưng không còn bị thiếu máu như trước nữa. Và tôi xin thưa với tất cả bà con, ông Tường không hề lấy của tôi bất cứ một đồng, một cắc nào. Khi ra về, nhà nghiên cứu còn nói với tôi, hãy ăn chay, làm phúc, giúp người nghèo, trẻ mồ côi, công đức chùa chiền, nhà thờ. Vợ chồng tôi không biết nói gì, xin cảm tạ. Cha Nguyễn Văn Tường ở xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, chữa bệnh ung thư bằng phương pháp cháo nano và thảo dược nano. Vừa qua, cha cùng các cộng sự đã điều trị thành công cho 46 ca ung thư và 11 ca nan y khác. Trong đó, có nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đã bị bệnh viện trả về. Phương pháp chữa bệnh ung thư đột phá này đã được các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế đánh giá cao qua các hội thảo và các buổi khảo sát thực tế. Tại các cuộc hội thảo, cha Nguyễn Văn Tường đã thuyết trình phương pháp chữa bệnh bằng công nghệ cháo nano và thảo dược nano cho các nhà khoa học trong nước và quốc tế như sau. Công nghệ cháo nano bản chất là nước nano nấu với gạo. Trong đó, nước nano chính là nước kiềm đã qua hệ thống xử lý của máy Kangen thì trở thành cháo nano. Trong cháo nano có đầy đủ chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể nhưng lại bỏ đói tế bào ung thư, khiến tế bào ung thư không phát triển được và dần bị tiêu diệt. Kết hợp với cháo nano là thảo dược nano, cây xạ đen có tên khoa học là Kelechus hinstil thuộc họ Selatreskiae, có chứa chất Atiocidans bảo vệ hệ thống miễn nhiễm. Qua nhiều cuộc hội thảo và các buổi làm việc thực tế, phương pháp chữa ung thư bằng công nghệ cháo nano và thảo dược nano đã được các nhà khoa học đánh giá cao về tính khoa học cũng như kết quả đạt được. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.